Hi, xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin công nghệ cuối tuần số 67 lần này của CellphoneS. Và ngay bây giờ hãy cùng mình điểm lại xem trong tuần qua chúng ta đã có những tin tức nổi bật như thế nào nhé. Cùng bắt đầu thôi. Không thể xem video chuẩn 4K, YouTube liệu có thực sự đang ép người dùng mua tài khoản trả phí? Gần đây, theo chia sẻ của một người dùng trên trang mạng xã hội Reddit, cụ thể thì khi xem video bằng ứng dụng YouTube trên smartphone, nếu muốn chuyển sang chế độ phân giải 2160p chuẩn 4K thì anh nhận được thông báo là chuẩn phân giải này chỉ dành cho người dùng trả phí YouTube Premium và yêu cầu phải nâng cấp tài khoản để sử dụng. Bài viết này đã tạo nên nhiều tranh cãi trên Reddit. Một số người dùng cho biết họ vẫn có thể xem video chuẩn 4K trên ứng dụng của YouTube hay trên trình duyệt web mà không bị hạn chế nào. Tuy nhiên, một số người dùng khác lại cho rằng họ cũng gặp phải tình trạng tương tự khi bị yêu cầu phải đăng ký lên tài khoản Premium để có thể xem video chuẩn 4K trên YouTube. Điều này cho thấy nhiều khả năng YouTube đang thử nghiệm hạn chế ở một số quốc gia và khu vực thay vì áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một số người lại lo ngại rằng trong tương lai YouTube sẽ hạn chế luôn cả chuẩn video ở phân giải cao và chỉ cho phép người dùng xem miễn phí video ở mức độ tối đa 480p hoặc thậm chí là thấp hơn. Hiện tại thì YouTube vẫn chưa đưa ra bình luận gì về phản ánh của người dùng trên Reddit. Dùng Android nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm iPhone 14, muốn dùng sao chép Dynamic Island đem về lượt tải khủng. Apple đã tạo ra trào lưu khi ra mắt iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max với màn hình dạng đục lỗ mà công ty gọi là Dynamic Island. Với bản chất là một hệ điều hành mở cho phép tùy biến giao diện dễ dàng, các nhà phát triển phần mềm Android đã nắm lấy cơ hội và tung ra các hiệu ứng ăn theo Dynamic Island. Theo đó, một ứng dụng Android có tên là Dynamic Spot cung cấp Dynamic Island ảo giống như phiên bản thực trên iPhone 14 Pro và Pro Max đã được phát triển. Dynamic Island của Apple là một hệ thống thông báo đa tác vụ có khả năng thay đổi hình dạng, ra đời để thay thế cho chiếc tai thỏ truyền thống. Còn Dynamic Spot thì tạo ra Dynamic Island ảo ngay trên điện thoại Android. Ứng dụng này tương thích với điện thoại có camera đục lỗ ở giữa hoặc nằm bên trái, có thanh điều khiển khi nghe nhạc tương tự như là iPhone 14 Pro và Pro Max. Được phát hành vào ngày 29 tháng 9 và đạt thành tích ấn tượng 1 triệu lượt tải xuống chỉ trong vài ngày. Xếp hạng hiện tại của người dùng đã tải xuống ứng dụng này là một điểm số khá tốt là 4,3 điểm, theo nhà phát triển ứng dụng trên Google. Dynamic Spot cho phép người dùng Android có thể trải nghiệm những tính năng giống như Dynamic Island của Apple. Tính năng đa nhiệm mini của Dynamic Spot cho phép người dùng Android có thể truy cập những thông báo gần nhất hoặc thay đổi trạng thái của điện thoại như là phần chấm pin. Theo các nhà phát triển, khác với Dynamic Island gốc thì ứng dụng Android này có thể tùy chỉnh, thêm hoặc xóa bớt những tính năng theo ý muốn. Dynamic Spot tương thích với hầu hết các app và nó cũng được tích hợp liền mạch vào hệ thống thông báo của Android. Nhiều người dùng là fan của Android nhưng khá hào hứng với tính năng này của iPhone 14 thì nhiều người còn đề xuất với hãng rằng nên bổ sung tính năng này cho điện thoại của công ty. Trước khi đến với bản tin cuối cùng thì hãy dành một phút đến với quảng cáo của Selfonet nhé. Alo alo các iFan ơi, Selfonet đã chính thức mở đặt cọc siêu phẩm iPhone 14 Series với rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Với kiểu thiết kế tối ưu loại bỏ phần nót tai thỏ, thay thế bằng kiểu thiết kế viên thuốc và công nghệ Dynamic Island, bảng màu đa dạng ấn tượng với màu sắc trẻ trung, năng động, bộ camera của nhà Apple cũng được nâng cấp một cách đáng kể lên 48 megapixel, nâng khả năng chụp ảnh sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng so với những dòng điện thoại trước đây của hãng. Đặc biệt, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 10, khi đặt cọc iPhone 14 Series ngay tại CellphoneS, quý anh chị em sẽ được giảm trực tiếp đến 4 triệu đồng hoặc trả góp 0% qua công ty tài chính. Thu cũ lên đời trợ giá đến 4 triệu đồng, ưu đãi thanh toán qua đối tác giảm đến 3 triệu đồng. Còn chân chơi gì nữa các anh chị em, ai quan tâm đến iPhone 14 series chính hãng thì hãy nhanh tay đăng ký đặt cọc để sở hữu ngay siêu phẩm này ngay tại Selfonet nhé. Sau khi quay xe trong thương vụ mua lại trên mạng xã hội Twitter thì vị tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chia sẻ tầm nhìn về một ứng dụng cung cấp mọi thứ của mình. Ông Elon Musk cho biết về việc mua lại Twitter Inc sẽ đẩy mạnh quá trình tạo ra ứng dụng X, ứng dụng mọi thứ, bằng cách đưa thêm nhiều dịch vụ mới vào nền tảng mạng xã hội này. Trước đây, vị tỷ phú công nghệ này cũng từng nhiều lần chia sẻ về việc sẽ làm cho Twitter trở nên hữu ích hơn. Ông muốn nền tảng mạng xã hội này sẽ giống như một ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc là WeChat, với ứng dụng chia sẻ video như TikTok hiện nay, với hơn 1 tỷ người sử dụng, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục. WeChat phục vụ gần như mọi nhu cầu như là từ nhắn tin, chia sẻ thông tin, chuyển tiền hay là thanh toán hóa đơn. Ứng dụng này được ví như sự kết hợp của Facebook, Twitter, Snapchat và PayPal. Ông Musk cũng chỉ ra rằng ứng dụng này sẽ có nhiều điểm tương đồng như những siêu ứng dụng ở châu Á, khi người dùng có thể sử dụng nhiều dịch vụ trên một ứng dụng từ nhắn tin, gọi xe đến đặt đồ ăn. Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla Inc. vào tháng 8, Elon Musk cũng nhấn mạnh rằng ông sử dụng Twitter rất nhiều và có ý tưởng về các cách để làm cho nền tảng này hoàn toàn tốt hơn. Theo CNN, hiện tại ông Musk vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho X, nhưng các nhà phân tích cho rằng ông sẽ phải đối mặt với vô số thách thức. Trước hết, X sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với lại WhatsApp, Facebook, YouTube hay là cả TikTok. Và đó là bản tin công nghệ cuối tuần số 67 lần này của CellphoneS. Các bạn thấy những thông tin mới lần này như thế nào? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho CellphoneS nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.